Không ít người dành hàng chục năm để chăm sóc mái tóc dài sao cho suôn mượt, vì vậy với họ nó cực kỳ trân quý. Song khi biết đến những trường hợp không may mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều người trong số đó đã sẵn sàng bỏ đi mái tóc ấy để làm quà tặng. Mới đây, một TikToker đã chia sẻ lên mạng đoạn video ngắn ghi lại cảnh cắt tóc cho cô gái đặc biệt. Theo đó, cô đã dành 15 năm để nuôi mái tóc dài. Nhìn qua có thể thấy, tóc cô đen nhánh, thẳng mượt, hẳn phải mất rất nhiều công sức. Chắc rằng phải rất quý trọng, cô mới nâng niu và chăm sóc tóc chu đáo như vậy. Thế nhưng, cô đã quyết định tới tiệm để cắt đi mái tóc 15 năm với mục đích rất nhân văn. Khi anh thợ hỏi cắt đi mái tóc có tiếc không, cô nhất quyết chỉ cần gửi tới những người bị bệnh hiểm nghèo thì em không tiếc. Kiên quyết là vậy nhưng đến khi bỏ đi mái tóc dài, cô đã không kiềm chế được cảm xúc mà rưng rưng nước mắt. Nhìn cũng đủ hiểu cô quý mái tóc tới chừng nào, nhưng vẫn quyết tâm dành tặng nó cho những trường hợp thiệt thòi hơn. Lúc này người thợ cũng xúc động theo, bởi anh hiểu ý nghĩa nhân văn trong hành động của cô. Việc bỏ đi mái tóc 15 năm là điều chẳng mấy dễ dàng với bất cứ ai. Sau đó, cô tiếp tục được cắt mái và uốn nhẹ phần đuôi. Trông cô gái sau khi làm tóc trẻ ra và xinh tươi hơn rất nhiều. Người mẹ già đứng bên cũng không khỏi vui mừng, liên tục nhìn con gái và dành nhiều lời khen. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.